nhất cô nương. Cuối cùng cô cũng chịu vẽ tranh tư phòng cho tỷ muội ta rồi. Đúng vậy, ta đã chờ lâu lắm rồi. Thập nhất cô nương, có phải góc này của ta đẹp hơn không? Thập nhất cô nương, cô phải làm nổi vòng eo của ta ra đấy. Thập nhất cô nương, góc mặt bên trái của ta đẹp hay là bên phải đẹp? Quan, Thẩm đại tiểu thư, đừng để lộ. Cẩn thận ta giết bà đấy. Họa sĩ tên là Thập Nhất đang ở đâu? Thập Nhất, sau khi cô vẽ tranh tư phòng cho ta, phút chốc đã nổi danh ở Lưu Kim Phường bọn ta rồi. Nào, Doanh Tụ, ta chỉ là một họa sĩ bình thường, không phải người chuyên vẽ tranh tư phòng cho người ta. Ta biết. Chẳng phải cô nói tỷ tỷ của cô từ nhỏ thất lạc ở Kỷ Diện sao? Vừa hay các cô nương ở Ngưng Hương Cát, Hồng Tụ Cát đều muốn tìm cô vẽ tranh. Nhân cơ hội này kiểm tra kỹ giai của bọn họ, xem có đoá hoa mai đó không. Lưu Kim Phường chúng ta có giai của Phụ Hương cô nương đây là đẹp nhất rồi. Thật sao? Đương nhiên rồi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài hết đi. Thật là còn chưa vẽ xong mà. Đi đi. Thẩm đại tiểu thư, ban đầu tôi từng giải thích với cô rồi, họ đều là gái lòng xanh, sợ nhất là nhan sắc tàn phai. Vẽ tranh là để lưu giữ kỷ niệm về sau. Nhưng cô đường đường là con gái của tướng quốc, thân phận cao quý, sao cứ muốn ta vẽ tranh tư phòng cho cô chứ? Cô muốn gặp tỷ tỷ của cô chứ? Tỷ tỷ của ta, cô biết tỷ tỷ của ta ở đâu sao? Nếu muốn gặp, giờ tuất ngày mai tới sân trang Thiên Ảnh, cô vẽ tranh cho ta, ta tự khắc sẽ nói cho cô ta ở đâu. Thẩm đại tiểu thư, rượu đổ rồi, cô đi rót lại một bình khác cho ta. Đừng đi. Bước ra khỏi căn phòng này thì cô sẽ không gặp lại tỷ tỷ nữa đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta ở đâu? Cô thấy gì thì cứ vẽ đó. Vẽ xong ta sẽ nói cho cô tỷ tỷ đang ở đâu.
dạo này mùi phấn thơm của nàng rất đặc biệt. Chàng thích không? Muốn ngừng mà không được. Kẻ nào? Mèo quen mà thôi. Cho dù thế nào, ngày mai ta phải đi từ hôn với Tiêu Hàn Thanh. Từ hôn? Tiêu Hàn Thanh à? Hắn là con trai duy nhất của Trấn Quốc Công, phủ diễn tướng quân và đích thân Thánh Thượng Phong. Hơn nữa chuyện này do đích thân cha nàng cậu sinh đấy. Hắn là phủ diễn tướng quân, chàng là Ninh Dương, là hoàng tử của Thánh Thượng. Vậy nàng định dùng lý do gì để từ hôn? Chẳng lẽ nàng định nói thẳng với Thánh Thượng, đường đường là con gái của tướng quốc Thẩm Tẩm, đã có hôn ước với Tiêu Hàn Thanh mà còn trơ trẽn, quan hệ bất chính với Bản Dương sao? Nhưng ta không yêu hắn. Nếu nàng thật sự yêu ta, vì tương lai của chúng ta, thì cứ ngoan ngoãn gả cho Tiêu Hàn Thanh đi. Sau này hắn có thể được ta sử dụng, ta ắt sẽ có cách để lấy nàng về lại. Nhưng nếu như không được, thì chờ một ngày nàng trở thành quả phụ rồi, thì có thể danh chính ngôn thuận tới phủ ta rồi. Ta có thai rồi. Ta với nàng đâu phải ngày đầu quen biết. Chuyện nam nữ thân mật, một năm có bao nhiêu lần mấy cô nương ta còn không nhớ mặt, nói mấy lời như vậy với ta. Ngoan ngoãn gả cho Tiêu Hàn Thanh, ngoan ngoãn làm phu nhân tướng quân, giúp ta lấy lại thứ mà ta cần. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư. Canh của cô xong rồi đây. Thập nhất cô nương, cô có hiếu kỳ sao ta muốn tìm cô giúp ta giải bức tranh này không? Chuyện của người khác không liên quan tới ta. Ta trước nay không hề hiếu kỳ. Tranh ta đã vẽ xong rồi. Tỷ tỷ ta ở đâu? Thẩm tiểu thư. Cô có người mình thích không? Có người muốn gặp được trong giấc mơ không? Có người mà cô luôn nhớ nhung, muốn được ở cạnh người đó không? Ta xem ra là có nhỉ. Ta cũng có. Nhưng cha ta muốn ổn định triều cục, muốn gả ta cho một người mà ta chưa từng gặp. Đổi lại là cô, cô có bằng lòng không? Ta từ nhỏ cha mẹ đã qua đời, tỷ tỷ duy nhất cũng đi lạc vào nhiều năm trước rồi. Ta thật sự không hiểu cảm giác của cô. Nhưng mà Thẩm tiểu thư, cô có thể thử thương lượng với tướng quốc. Ngây thơ. Có thể cô không hề biết tung tích của tỷ tỷ ta, chỉ là muốn lừa ta tới vẽ tranh cho cô mà thôi. Trời sắp sáng rồi, ta phải đi trước đây. Tranh để đây cho cô. Cô yên tâm, chuyện tối nay ta sẽ không nói ra ngoài. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư, cô đừng nghĩ không thông. Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư.
ân tình cô cho ta từ nay trở đi xem như đã trả hết rồi. Khuôn mặt đẹp như vậy sau này sẽ là của ta. Người có thích một ai đó không? Có người nào khiến người muốn được gặp trong giấc mơ không? Có ai đó khiến người ngày nhớ đêm mong, muốn được mãi mãi ở bên cạnh mình không? Ta có một ân nhân cứu mạng chỉ gặp qua một lần. Trái tim ta hướng về huynh ấy, nhưng lại không biết huynh ấy là ai. Cô nương, cô có sợ không? Ta không sợ. Đại tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô nương là ai? Em là Tiểu Thiến, Tiểu Thiến nha hoàng phủ tướng quốc theo hầu người. Phủ tướng quốc? Vậy đây là đâu? Phủ tướng quân ạ, hôm nay là ngày thành hôn, thánh thượng đã định của người và Tiêu tướng quân, nhưng mà người cứ hôn mê mãi không tỉnh, tướng quốc chỉ đành đưa người tới đây trước. Cô thấy gì thì vẽ đó. Tỷ tỷ, vẽ xong ta sẽ nói với cô. Tỷ tỷ của cô ở đâu? Thẩm tiểu thư, cô đừng nghĩ không thông. Đại tiểu thư, khuôn mặt đẹp như vậy sau này sẽ là của ta. Đại tiểu thư, người sao vậy? Ta không phải là đại tiểu thư của các cô. Không thể nào. Còn có cái gương nào khác không? Cái gương khác? Đại tiểu thư, đang đội đầu của người. Bên kia treo lên cao chút. Như vậy sao? Phu nhân, đại tiểu thư, ta không phải phu nhân của các cô. Có gương không? Có gương không? Đại tiểu thư, người sao vậy? Phu nhân, phu nhân, đại tiểu thư, ta không phải phu nhân của các cô. Phu nhân, phu nhân, đại tiểu thư, ta không phải phu nhân của các cô. Phu nhân, ta không phải phu nhân. Đại tiểu thư, phu nhân, ta không phải phu nhân. Đại tiểu thư, người sao vậy? Còn có gương không? Các người nhìn thấy gương chưa? Phu nhân, ta không phải phu nhân của các cô. Có gương không? Phu nhân, đại tiểu thư, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, dừng dừng dừng, phu nhân, đại tiểu thư, phu nhân, tướng quân đã dặn dò căn phòng đó không ai được lại gần. Phu nhân, Tiêu Hàn Thanh, ông đây trước giờ là người của phủ thái tử, bây giờ là người của phủ tướng quốc, cho dù là cha ngươi cũng phải nể mặt tướng quốc, cho dù thế nào cũng không tới lượt ngươi giam giữ ta. Ngày thái tử gặp chuyện, ngươi rút cuộc đã ở đâu? Ngươi quản được sao? Ngươi chắc là vẫn còn thời gian mặc một bộ đồ đấy. Tới lượt ngươi nói chuyện sao? Nhanh thả ta ra. Được rồi, ngươi hết thời gian rồi. Gương, Tiêu Hàn Thanh, Tiêu Hàn Thanh, Tiêu. Người nói thẩm tẩm có chút kỳ lạ sao? Dân, tiểu thư cứ tự nói mình không phải thẩm tẩm. Nhà đầu này, vì không muốn gả cho Tiêu Hàn Thanh, chuyện gì cũng làm ra được. Nhưng mà đại tiểu thư nhìn có vẻ không cần, nhưng mà ta là ca ca ruột của nó, tâm tư nó thế nào ta còn không rõ sao? Còn ngươi, vẫn cứ theo lời ta dặn trước đây mà làm. Hiểu rồi chứ? Đại thiếu gia, nô tỳ không dám. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Người nghe kỹ cho ta, nhanh về đi.
Nếu không cẩn thận ta lấy mạng ngươi đấy. Đại tiểu thư, xin lỗi người, đều là đại thiếu gia ép em cả. Ngươi đang làm gì vậy? Tướng quân, phu nhân sắp tỉnh rồi, nô tỳ giúp phu nhân đội khăn trùm đầu, lùi xuống. Đừng cử động, để ta giúp cô. Rượu đổ rồi, ta đi đổi bình khác. Người Thẩm Tẩm phải gả lại là ngày ấy. Ta bây giờ đã biến thành gương mặt của cô ta. Cô ta muốn ta thay cô ta thành hôn. Tướng quân, thật ra ta không phải. Uống ly rượu do bôi đi. Không phải, tướng quân, ta thật sự không phải. Đừng nói nữa. Nào, cô có người mình thích không? Có người mà cô luôn nhớ nhung, muốn được ở bên cạnh không? Được rồi, tới đây thôi.